bởi công ty Đài Phúc Vinh. Máy hai chế độ dán thẳng và dán nghiêng. Đây là dao phay chấm nghiêng. Đây là bộ dao phay chống cương. Đây là kèo 45 độ. Đây là bộ mặt mò trên bờ dưới nó nhắn thẳng. Đây là bộ mò góc. Đây là bộ dao gọt làm nguội. Đây là bộ khuôn dung dịch kèm hai bộ phần tổ đánh bóng.